cái cầu này đấy. Cái cầu đi ật đường. Nói cầu là tốt rồi. Mà mỗi cái cầu này giá trị lắm. Hồi xưa là người ta toàn phải làm bằng chất đá đấy. À. Chất đá nó nhỏ đây này. Đấy, à. Lối đi đấy. Chất đá này, mùa mưa lũ thì không mệt. Mặc lũ. Hỏi là suối ra. Suốt một hành trình cũng đến được nơi. Bên này là của tiểu học anh ạ. Dạ vâng. Bên này là mầm non. Chào cô giáo. Chào cô giáo. Chào các con nhá. Chào anh, chào các bạn. Chào chú đi, con chào chú đi. Con chào cô giáo ạ. Không phải chào chú chứ. Con chào chú ạ. Giới thiệu với cô giáo đây là anh là báo giáo dục Việt Nam nên thăm các cháu với lại điểm trường. Vâng ạ. Các cô có về. Từ từ chào cô ấy tí. Anh cứ làm việc đi. Bây giờ các bạn